Chào các bạn đang xem kênh Anna Family. Trong video này mình muốn chia sẻ một ít thông tin về năm học 2023 và 2024 của trường iSchool Sóc Trăng. Trước đây mình nghe nhiều thông tin khác nhau về tiền học phí, và ngoài tiền học phí ra mình còn phải đóng nhiều thứ khác nữa. Để tìm hiểu xem những thứ đó là gì, mời các bạn đi theo gia đình mình vào văn phòng của trường nha. Anna ngồi ghế đây. Nhờ cô giải thích cho con dễ hiểu ha. Thì các bạn, các anh chị học iSchool thì vẫn sẽ học tiếng Việt giống như mấy bạn ở khác ở Sóc Trăng gì đó. Các bạn vẫn sẽ học tiếng Việt, toán, tự nhiên và xã hội. Mấy môn cơ bản các bạn khác học gì con học đó. Nhưng mà thầy cô sẽ tổ chức cho con cái hoạt động chơi ở ngoài nhiều hơn, học tập bên ngoài nhiều hơn. Con hiểu mà phải không? Rồi, nhưng mà về chương trình tiếng Anh thì chương trình học con sẽ khác nha. Con có tới 12 tiết tiếng Anh một tuần lần. Thì mỗi ngày thì con sẽ học tiếng Anh mỗi ngày luôn. Tiết nào cũng, ngày nào cũng có tiếng Anh hết. Thì sẽ có cô giáo viên nước ngoài học với con 2 tiết một tuần. Cô tên là cô Gay. Rồi, thì 10 tiết còn lại con sẽ học với các cô người Việt Nam. Nhưng mà mình vẫn là giao tiếp bằng tiếng Anh là chính với các cô. Với cô vẫn nói chuyện tiếng Việt với con được. Rồi, thì trường vẫn sẽ khi mà con học tới lớp 3, lớp 2, lớp 3 thì con có thể là thi để lấy, để xác định trình độ của mình. Khi con biết thì trường sẽ tổ chức thi tại trường cho con thi luôn, thi chung với các bạn cùng lớp của mình á. Thì mình sẽ học thêm một cái môn gọi là kiến tạo doanh nhân trẻ ha, là JA. Thì con sẽ được học về cách tiết kiệm tiền. Lớp 1 thì mình tiết kiệm tiền như thế nào, rồi mình đi ra ngoài thì mình thích cái món đó quá nhưng mà mình không có tiền thì mình phải làm sao, thì các cô sẽ dạy con như thế nào, mong muốn con như thế nào, con muốn mua nó thì con phải cân nhắc như thế nào, rồi con phải tiết kiệm tiền mỗi ngày như thế nào, hiểu không? Rồi thì con sẽ học máy tính từ ngay từ lớp 1 luôn. Con sẽ học làm quen với chuột như thế nào, con sẽ gõ phím như thế nào. Thì cái môn đó gọi là môn khoa học máy tính. Thì chương trình này là không phải là của trường mà là của Samsung ha. Thì sau khi con học xong tới mỗi cấp học thì Samsung sẽ cấp cho con một cái chứng nhận. Chứng nhận này có giá trị quốc tế luôn. Con có đi du học thì chứng nhận này vẫn sử dụng được, vẫn có giá trị. Rồi, mỗi năm thì trường sẽ tổ chức cho con đi chơi, đi học tập ở ngoài, giống như là ví dụ như là ở Cần Thơ nè, ở Bạc Liêu nè, sẽ là 2 lần một năm có ha. Rồi sắp tới thì các bạn, các anh chị sẽ đi Bạc Liêu một ngày. Bạc Liêu lần trước thì các bạn đi lên An Giang, Long Xuyên thì con sẽ có 2 tiết bơi một tuần. Con biết bơi chưa? Chưa biết bơi thì thầy sẽ dạy con bơi từ từ. Rồi con có thể lựa chọn câu lạc bộ của mình. Con thích đàn hát thì con biết lặn. Không biết lặn. Có anh chị cũng biết lặn nhưng mà anh chị cố gắng thì anh chị cũng sẽ bơi được. Rồi con thích đàn không? Thì mình sẽ có câu lạc bộ nhạc cụ nè. Con thích đàn thì con học nhạc cụ. Con thích hát thì con học thanh nhạc. Con thích thể thao thì con học bóng rổ. Tùy theo sở thích của con. Thì nữa thì các thầy các cô sẽ hướng dẫn con chọn câu lạc bộ để con đi học. Rồi, con có thắc mắc gì cần hỏi cô không? Con cần hỏi cô về điều gì không? Rồi, hỏi đi. Con có thắc mắc gì không? Con có cần hỏi cô cái không? Tiếng Việt đó là nó có bao gồm địa lý đâu không? Dạ đúng rồi. Dạ không, thường tiểu học thì chỉ có các môn như là toán, tiếng Việt, mấy môn theo sách giáo khoa của bộ anh. Thì mỗi năm thì học môn gì thì bộ sẽ quy định rồi trường sẽ làm theo vậy. À, vậy là mình chủ yếu là tiếng Anh với lại tập. Dạ, chương trình riêng của mình thì có tiếng Anh, JA với lại khoa học máy tính, chương trình nhà trường thôi, các hoạt động câu lạc bộ thì là điểm nổi bật của trường. Còn cái tiếng Việt là toán là của Bộ Giáo dục hả? Nhưng trường vẫn sẽ giữ nội dung đó, nhưng mà về phương pháp thì khác thôi, về phương pháp giải cái toán thôi. Ủa, giờ bắt đầu học là mình phải mua tự mua sách rồi vậy hả? Còn sách như thế nào thì giáo viên chủ nhiệm sẽ liên hệ với nhà mình mua sách, loại sách nào á. Dạ.
cái camera đó mình đâu có coi được phải không em? Giống như giờ bé nó không có cái bằng mẫu giáo đó mà vẫn học được không em? Không được đúng không? Dạ. Thì thường thì các bé, nhiều bé không có học mẫu giáo mà vô thẳng lớp 1. Tại vì anh định trước khi nó kết thúc học đó, anh định dắt nó đi nước ngoài á. Dạ. Là khi nào mình bắt đầu lại ta? Thường năm học mới bắt đầu tháng này, thường thì sẽ là đầu tháng 8. Đầu tháng 8. Ok. Tháng 8. Rồi anh đang có muốn hỏi gì không? À, có muốn hỏi gì không? Có muốn hỏi gì không? Dạ, để em dẫn nhà mình xuống. Đi con. Rồi, đi. Tina nó hơ hơ, nè, hậu hứng quá nè. Tina muốn đi học. Tina mau lớn lên là học nha. Tina nhiều tháng rồi. Đúng không? Hả? Tina biết không? Biết không? 6 tháng. Em được 6 tháng. Trong lớp có máy lạnh không? Công dân toàn cầu, con người làm nên tất cả, giáo dục tạo nên con người. iSchool Sóc Trăng đào tạo liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông với chương trình giáo dục giúp học sinh phát triển toàn diện dựa trên nền tảng chương trình khung của Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam. Chương trình giáo dục tại iSchool Sóc Trăng đặc trưng với việc học tiếng Anh với cả giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam theo chuẩn đầu ra Cambridge. Triết lý giáo dục khai phóng của iSchool lấy học sinh làm trung tâm, thay vì tập trung vào hoạt động của giáo viên, tạo nên phương pháp giáo dục độc quyền ITL chỉ có tại iSchool. Học sinh đóng vai trò chính trong việc tìm hiểu bài học, nghiên cứu, thảo luận, thực hành và rút ra kết luận. Giáo viên sẽ đóng vai trò hướng dẫn, nêu vấn đề chính, từ đó xâu chuỗi các quan điểm của học sinh và rút ra bài học để các em phát huy tối đa khả năng và tiềm lực bản thân, vì mỗi cá nhân là mỗi sự khác biệt. Mong muốn học sinh phát triển toàn diện, iSchool Sóc Trăng tăng cường các hoạt động thể thao nghệ thuật, kỹ năng sống, học tập và trải nghiệm. Đặc biệt, iSchool đưa chương trình kiến tạo doanh nhân trẻ và chương trình học ngay từ cấp tiểu học, giúp các em có nền tảng kiến thức tài chính khởi nghiệp để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn trên bước đường hội nhập nền kinh tế toàn cầu. Chính điều đó đã tạo nên cho học sinh iSchool sự bản lĩnh, tự tin trên hành trình hội nhập quốc tế. Được xây dựng theo hướng hội nhập quốc tế, mỗi phòng học, mỗi phòng chức năng tại iSchool Sóc Trăng đều được đầu tư thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp, giúp tạo một không gian học tập thoải mái, gần gũi, khơi gợi hứng thú, cảm hứng học tập của mọi học sinh. iSchool cung cấp dịch vụ bán trú và nội trú chất lượng cao, thực đơn của học sinh được lên bởi các chuyên gia dinh dưỡng, đảm bảo chất lượng và vệ sinh từng bữa ăn, giúp các em dễ dàng thích nghi với việc học tập trong tâm thế thoải mái và an tâm nhất. Bằng nhiệt huyết không ngừng của cán bộ nhân viên, giáo viên nhà trường, cùng với sự tin yêu của phụ huynh, iSchool Sóc Trăng tự tin dẫn dắt thế hệ học sinh luôn tiến bước về phía trước bằng phương pháp giáo dục khác biệt mà chỉ có tại iSchool. Học sinh tạo nên tương lai tốt đẹp hơn hôm nay chính là thành quả lớn nhất. Rồi, vậy bye bye thầy đi, năm sau gặp thầy nha. Rồi giờ đi hết vòng rồi đó nè. Hồi nãy anh điện thoại cho em không được. Tại vì anh không biết cái đậu ở ngoài có được không, chứ nào được anh đậu luôn. À vậy là bên khu dân cư Trần Quang Diệm cũng có xe vô.
Vậy là trường mình có hai xe rước, hai xe 16 rước học sinh. Còn nếu mà anh Na rước ngay khu dân cư Trần Quang Diệu luôn thì sẽ được giảm 20% phí xe đưa rước, các chị giống không trước em chia sẻ với anh vậy, là 1 triệu thì mình còn 800.000 một tháng. Bây giờ anh đóng phí năm học mới cho bé đúng không? Đúng rồi đó, anh đóng là 34.350 đó. Cái đó là chị học phí chưa có tính xe đưa đón nha. À đúng rồi, đúng rồi. Dạ, bây giờ. Rồi xe đưa đón thì tính sau đi ha. Dạ. Em cứ tính học phí trước đi. Là cả năm học của bé là 34 triệu. Đúng rồi, đóng tiền học đó nha. Na đi năm xa, Na vô học ở đây á nha, chịu không? Học thêm mình bữa 25 tháng 3 này là vô học rồi nè. Ừ. À, có bơi nữa này, có nhạc nữa này, có máy vi tính nữa, ok không? À, có hồ bơi nữa đó. Học chưa học cái gì? Học không? Số tiền hôm trước em chưa tính chiết khấu 5% khi đóng một lần, thì khi mà mình đóng một lần mình sẽ được giảm thêm 5% nữa, chỉ còn 32.600, 32.500. 32 triệu sao? Rồi vậy em làm cho anh cái phiếu đi ha. Yeah. Như các bạn nhìn thấy, tiền học phí là 45.800.000, nhưng do mình đóng trước ngày 31 tháng 3 thì giảm xuống còn 34.350.000. Ngoài ra mình còn được tặng phí ghi danh 2 triệu, phí cơ sở vật chất 1 triệu, 3 bộ đồng phục, 1 bộ thể dục thể thao, 1 nón, 1 ba lô và 1 bộ nệm. Tiền học phí các bạn có thể đóng 1 lần, 2 lần hoặc 4 lần trong 1 năm. Nếu mình đóng 1 lần thì mình được chiết khấu thêm 5% nữa. Mình chọn đóng 1 lần, như vậy là mình chỉ đóng tổng cộng 32.632.000. Đâu con gì vậy Na, được con gì đẹp quá vậy? Wow. Thành tích đầu năm. Thành tích đầu năm phải không? Chưa học nó được thành tích rồi Na. Vậy năm sau nhớ lấy con bự hơn nha. Nha. Con đó con gì vậy? Con gấu bông high school á. Mà tại anh có lấy theo nhiều tiền mặt lắm nè. Ờ. Tại sợ không chuyển khoản được cho nên đem theo tiền mặt. Đây Tina, Tina mau mau lớn đi học luôn nha Tina. Mau mau lớn đi học ha. Mà lấy lớn học với cha hai, vỗ tay. Tại bữa anh không có nhà, anh đi nước ngoài, ở nhà anh lo. Anh đi công tác. À, anh đi nước ngoài công tác à? Mà bữa, hỏi ví dụ mà em muốn đi theo gì đó. Như đội nhớ ngoại đâu hết. Dạ thì cái lớp đó thì thường cuối khóa nó sẽ có một buổi dã ngoại, thường cũng không có đi đâu xa, đi vòng vòng trong thành phố đâu. Thì nếu mà phụ huynh không an tâm mà phụ huynh muốn theo coi bé luôn thì trường dẫn để phụ huynh đi. Rồi, có gì nữa không? Tạm thời như dạ, rồi, như thế này. Cứ nhắn tin Zalo cho em chị. Ừ. Rồi. Ba lửa tùy hành gì? Thế nào ngồi? Hồi nãy mới là 32. 32. 32 đăng ký mẹ nó 33 ký cho người nộp ha. Dạ. Cái nào? Cái gì nào đừng có. Nhưng quần anh nào. Nếu mà cũng tập nóng cái này là mình đóng tiền 25. Cái này nếu mà mình học giữa trường mình thấy không thích hợp á là thì nó sẽ có một cái chính sách hoàn. Cái này thì nó nằm trong cái tờ biểu phí năm mới á, thì tại vì công ty chưa gửi về chị nên em không có đưa cho anh chị được. Khi nào mà công ty gửi về thì tụi em sẽ gửi cái bộ đó về cho nhà mình. Thì trong đó nó sẽ quy định là nếu mà mình nghỉ ngay ở học phần 1, học phần 2, học phần 3 thì chính sách hoàn nó sẽ như thế nào, thì trong đó nó sẽ quy định sẵn. Dạ. Khi nào có anh sẽ gửi về. Mà cũng hoàn đúng không? Dạ. Cái đồng phục đó là tới học mới phát không? Dạ, khi nào gần nhập học đi, mình lấy okay. Cho bé luôn. Đây nè chị, cái này là tờ của năm cũ, thì trong đây nó sẽ học một năm học của bé sẽ chia làm 4 học phần nè chị. Học phần thứ nhất là bắt đầu từ 1 tháng 8 tới 15 tháng 10. Thứ hai là 15 tháng 10 tới 31 tháng 12. Học phần thứ tư là từ 31 tháng 12 đến 15 tháng 3. Thì nếu mà mình chuyển trường ngay cái lần thu, mỗi lần thu nào thì nó sẽ có quy định đó. Nó có nó ở vị trí nào.
Ủa chị cái vụ mà nghỉ á, nghỉ ngang cái chính sách khách hàng làm chính đời nào quên người ta. Đây nè. Chị nếu mà nghỉ học trước ngày 1 tháng 8 thì giúp thì chưa tới thời gian nghỉ học thì được khoảng 100% phí luôn. Thì nếu mà bé học xong, học từ ngày đầu nhập học đến ngày 5 tháng 9, tức là học được gần một tháng thì sẽ được khoảng 50% học phí thứ nhất và ba học phần còn lại khoảng 100% luôn. Cái phần đầu tiên thì khoảng 50%. Thì đến học phần thứ 3 là từ ngày 16 tháng 10 là rơi vào học phần 2 thì sẽ khoảng 50% học phần 2 và các học phần chưa học thì khoảng 100%. Rồi nếu mà ngày qua tới tháng năm mới, ngày 1 tháng 1 2023 là tức là năm học, là cái năm tiếp theo của năm bé nhập học thì sẽ khoảng 50% học phần 3 và nguyên học phần 4 và cứ dạy nó tính đó chị. Quen 50 là mình cho phụ huynh đó. Đúng không? Tại vì hỏi cho biết thôi chứ một cái đại xác định học rồi đâu có nghĩ làm gì. Thì nói chung là trong cái tờ đăng ký nhập học nó sẽ ghi rõ ra là nó chính sách hoàn cụ thể như thế nào cho phụ huynh khỏi lăn tăn đó chị. Thì nếu mà mình chuyển trường cho bé thì cố gắng là báo trước ít nhất là một tuần để trường sắp xếp lại giấy tờ hồ sơ cho bé. À, còn cái 25 là dạ, 25 thì đưa tới đây thôi hay sao? Học bình thường, còn chuẩn bị gì thì cô giáo chủ nhiệm sẽ gọi cho nhà mình thông báo cụ thể. Thì sẽ có cô giáo liên hệ mình nha chị. Rồi. Khi đó mình lấy giấy nhận vô học chính thức mình nhận. Dạ thì cái này tùy gia đình mình dọn khi nào. Không, mình đi học thì nó có cần. Dạ không. Mặc đồ bình thường thoải mái không? Cái đồng phục là chủ yếu là tới năm sau, cái năm bắt đầu khoảng lớp sau. Rồi sao còn hỏi gì nữa không? 25 là em đưa tới á, em đưa cô giáo gì cô giáo liên hệ với em có số điện thoại em đó. Thường thì các bạn học ở bán trú chung với nhau để tập tự lập. Chào mấy cô. Chào các cô luôn anh nè. Mắc cỡ nói chuyện nhỏ xíu. Thôi muốn lấy thì cầm đi. Mình đi học chưa? Hả? Mình đi học chưa? Chưa, con bữa nay mới đi vô đóng tiền à. À tới 25 tay mới đi học. 25 tay nữa, 2 tuần nữa. Khi tới đó cũng có bạn của anh Na vô học với tại mọi năm cái bạn ở ngôi sao nhỏ qua đông đó. Ủa em, cho anh hỏi là hôm bữa em hỏi anh cái vụ bên ngôi sao nhỏ đó là nên thế nào? À dạ cái đó chưa đâu anh. Không có, mà lý do tại sao là mình phải cần viết cái bên đó? Vụ gì đó? À vụ mà trường, tất cả trường học được là để học ngày gì đó. Dạ đúng rồi, cái đó nằm trong chương trình của mầm non. Tại vì các bạn từ lớp lá, các bạn chuyển sang lớp 1 thì các bạn cần có một cái quyết định để chuyển lên á. À. Trong cái nội dung của hệ mầm non nó sẽ có cái nội dung là cho bé làm quen với lớp 1 để cho bé không bỡ ngỡ, cái đó là chương trình của mầm non. Yeah. Mà trường high school thì nó lại có nhu cầu để các bé làm quen để thuận lợi hơn á. Yeah. Cho tuyển sinh nên là hai trường sẽ phối hợp với nhau làm thành một cái sự kiện để cho các bé tham gia. À vậy là lại đón nè. Ê Út, nữa lại đây đón nè, đã chạy xe đây đón nè, chào đón nha. Vô đây đón đỡ ha, đỡ ngoài kẹt xe. À trả trong lớp đúng không? Vậy là mình phải tự vô lớp mình rước. Như trong trường hợp như là mình mắc kẹt á, mình nhờ ai tới đón vẫn được mà phải không em? Cái đó mình nhắn riêng với mấy chị em. À phải nhiên, phải nhắn trước. Đúng rồi. Rồi Na đi về con. Ok. Hả? Khám phá nữa. Khám phá nữa. Để 25 tay đi khám phá luôn ha. Khám phá đơn giản luôn. Yeah. Khám phá bây giờ để lặng coi cái ha. Lặng đứng để coi mấy anh chị chơi thể thao cái rồi đi về ha. Cảm ơn các anh chị.
đi vòng vòng đâu có được, cô bạn rồi, cô xong rồi đó, cô bạn rồi. Tại mấy anh chị đang đánh phanh đó, nè. Lại gần anh chị đánh trúng á. Phá ly á, phá ly lắm á, nè. Đi lại coi mấy anh chị đánh banh cá gùm đi về ha. Rồi đi lại đây, đi lên, lên đây nè. Ờ chấp luôn. Hả? Anh chấp hết. Ba đứng đi trong nè. Rồi vậy thôi đi nha con. Ủa cái đó là thầy vậy? Hả? Ủa cái đó là thầy vậy? Chắc vậy quá. Chắc mai mốt vô thầy dạy con luôn á. Ok. Ừ. Thầy về thể thao á. Ngồi một mình thầy chấp hết luôn học sinh luôn thấy không? Thầy dữ quá hả? Ôi, thầy chơi hay quá, thầy chấp hết luôn. Thầy à, vậy thôi đi Nai, đi về. Đi. Nè. Đi về trước khi học sinh ra xe đông lắm. Đi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi đến cuối video. Và hy vọng qua video này giúp các bạn hiểu rõ hơn về chương trình học cũng như tiền học phí cho năm 2023 và 2024.